Liễu Như Yên, chị dâu Thiên Long Bang. Người đẹp, đừng đi, uống thêm hai ly nữa đi. Ông chủ Thanh Long các cậu đâu rồi? Tôi không biết. Cô gái bị ai hạ thuốc rồi? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Lên lầu rồi nói. Liễu tổng. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Đại ca đang tìm chị. Mới uống có hai ly mà thôi. Xử lý hai người này sao đây? Vứt xuống sông cho cá ăn đi. Cảm ơn điện chủ đã cứu mạng tôi. Đứng dậy đi. Căn bệnh cũ của cậu làm tổn thương đến xương cốt. Nếu không đêm đó, cậu đã có thể đánh gục tôi. Bệnh cũ này của tôi đã bị những tên phản bội ở thần y điện 20 năm trước làm bị thương, đến giờ vẫn chưa lành. Vậy đi, cậu nói xem tình hình gần đây của thần y điện. Thần y điện sao? Trong cuộc đại chiến ở Long Đô 20 năm trước đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Ngô Minh Duy đường chủ thông đồng với kẻ địch, sau khi làm lão điện chủ bị trọng thương, thảm sát những người bất đồng quan điểm. Tôi không muốn đầu hàng bọn tạo phản, đã chạy một mạch đến Vân Thành trốn. Nhưng thần y điện cuối cùng bị bọn tạo phản đó chiếm giữ. Không có nhẫn thần y cũng có thể chiếm được ngai vàng sao? Cho nên hắn ta không danh chính ngôn thuận, mấy năm nay đều tìm cách chứng minh. Hơn nữa chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là con trai của hắn, là một trong ba đại lang sư của Bắc Lang Quân, Ngô Trung Hiếu, anh rể của Quách Thiếu Thông sao? Đúng vậy, không ngờ lại có loại quan hệ ngay. Cậu bí mật liên lạc với những người cũ của thần y điện, để cho họ, với tư cách là bác sĩ và y tá, vào trú đóng tại bệnh viện Thanh Dương. Sau đó, sai người theo dõi Ngô gia, sẵn sàng đợi lệnh của tôi, tuân mệnh. Cậu cầm quyển bí tịch này đi tu luyện, phục hồi càng nhanh càng tốt. Tôi cũng muốn xem thử Ngô gia này còn có thể gây ra những ảnh hưởng gì nữa. Lên xe đi. Quần áo của anh. Con người của tôi làm việc tốt mà không để lại tên. Đồ của tôi nếu như không cần nữa, hoặc là vứt đi, hoặc là trả lại cho tôi. Cô không nói gì mà kéo tôi lên xe, là sao đây? Anh tên Châu Dũng sao? Sao cô biết? Y tiên của Vân Thành, danh tiếng lừng lẫy, ai mà không biết. Đúng là càng nổi tiếng thì càng dễ gặp phải phiền phức mà. Đi đâu cũng có thể gặp người hâm mộ. Có muốn tôi ký tên cho cô không? Ký ở đây, có được không? Cô tên gì nhỉ? Liễu Như Yên. Tên hay đấy. Cùng tôi đi cứu người đi. Cứu người sao? Ai? Người mà anh không thể trêu vào. Biệt phủ Đường ra. Chờ một chút. Chào anh, muốn vào trong thì cần phải kiểm tra. Vào đi.
đường vương của đại hạ. Thần. Mọi người, đây là vị danh y tôi mời đến. Có tôi ở đây còn cần mời người khác sao? Trịnh gia chúng tôi, trăm đời nay làm thầy thuốc. Ông nội tôi, Trịnh Quang Huy, đại thiếu gia Trịnh gia. Còn là danh y vang danh Long Đô. Dám ở trước mặt Trịnh gia chúng tôi, xưng là danh y sao? Quỷ cốc tử, ông dám không? Tôi đương nhiên không dám. Ông Trịnh cũng là thầy của tôi. Có người nhà của ông cụ ở đây, sao tôi dám ngông cuồng xưng là danh y chứ? Là danh y hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là, nếu kim này của cậu châm xuống, thì người này chắc chắn sẽ toi đời. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Không. Cậu trai nhỏ, cậu có kiến nghị gì không? Anh ta có thể có kiến nghị gì chứ? Chẳng qua chỉ là muốn gây sự chú ý mà thôi. Khí âm này xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn xương tủy. Kim này châm xuống, cửa tử mở ra. Đến lúc đó, chỉ có một kết cục, là toi đời mà thôi. Anh đây là đang trù ẻo đó. Tôi làm bác sĩ mấy chục năm nay, không bao giờ tin những thứ tà đạo này. Người đâu, đuổi cái tên thần kinh này ra khỏi đây cho tôi. Đợi đã, Trịnh thiếu gia. Lời của vị thân y này không thể không tin. Sao vậy, ông cũng nói đỡ cho anh ta luôn sao? Nghe nói quỷ cốc tử ở Vân Thành bị đánh bại bởi một thằng nhóc non nớt. Lúc đầu tôi không tin, bây giờ xem ra ông đúng là càng ngày càng xuống dốc rồi. Vị này chính là Châu Dũng. Cậu chính là Châu Dũng sao? Không sai. Thảo nào dám nói những lời ngông cuồng như thế với tôi. Châu Dũng, anh đừng cho rằng đánh bại được quỷ cốc tử thì có tư cách nói chuyện với tôi. Từ khi Trịnh gia đứng đầu trong giới y học đại hạ, chưa bao giờ có ai dám nghi ngờ quyền uy của chúng tôi. Cho dù là điện chủ của thần y điện, cũng không dám nói nhiều hơn một câu. Vậy sao, xem ra cậu rất thân với điện chủ thần y điện nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi cũng lười nói nhảm với anh. Người đâu, đuổi anh ta ra khỏi đây cho tôi. Không cần phiền phức đâu, tôi sẽ tự đi. Nhưng đến lúc đó, đừng đến cầu xin tôi nhé. Châu Dũng, chờ đã. Tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy. Yên tâm đi, bọn họ sẽ đến tìm tôi. Tôi biết anh đang cố gắng chịu đựng. Nhưng dù sao, anh cũng là do tôi mời đến. Xảy ra chuyện này, trách nhiệm là ở tôi. Tôi có lỗi với anh, xin lỗi anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Ít nhất thì để lại số điện thoại đi. Gan của anh chỉ có nhiêu đây thôi sao? Gan của tôi còn có thể lớn hơn nữa. Cứu mạng với. Không thể nào. Sao lại mất mạng được? Ông Đường, muốn tôi cứu người thì mọi người phải ra ngoài hết. Không sai, chính là anh ta. Là do tên này đã nguyền rủa. Cút. Anh. Người đâu, có người muốn làm hại Đường Vương. Mau bắt anh ta lại. Tôi xem ai dám. Điện hạ đích thân chỉ định cậu Châu điều trị cho ông ấy. Mấy người muốn kháng lệnh sao? Ông, còn không mau cút đi. Anh chờ đó cho tôi. Đi. Quỷ cốc tử, giữ cửa cho tốt. Vâng. Châu Dũng, anh dám làm hại. Chuyện này, sao ngài sống lại được vậy? Vậy cậu muốn tôi lên đường sao? Dạ không có, xin ngài thứ tội. Thiếu niên y tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Quỷ cốc tử, sư phụ mới này của ông, trông không tệ đó. Trịnh Quang Huy, cậu chữa bệnh không ra gì. Thật sự đáng xấu hổ cho danh hiệu của Trịnh gia. Tôi sẽ báo cáo trung thực với anh họ. Thưa điện hạ, đây không phải lỗi của tôi. Người đâu, đưa ra ngoài. Đây không phải lỗi của tôi mà. Đưa ra ngoài. Cậu Châu, lần này cảm ơn cậu đã cứu tôi. Đây là thẻ rồng của đại hạ chúng tôi. Cả nước chỉ có 10 thẻ, có thể sử dụng không giới hạn. Xin tặng cho cậu, để tỏ lòng biết ơn. Không cần đâu. Cậu Châu, không cần khách sáo. Cảm ơn Đường Vương. Cái gậy này có phải có người tặng ông không? Đúng vậy. Vậy sau này, ông không nên dùng tiếp nữa. Cậu Châu này, cái gậy này có vấn đề gì sao? Cái gậy này. Đây là tà cổ.
Đây là sự oán hận của Thái tử Tiền Triều khi mất nước. Lâu ngày đã trở thành cổ độc. Nếu dùng nó thời gian dài, nhẹ thì tổn thọ, tinh thần không ổn định. Nặng thì sẽ mất mạng đột ngột. Không ngờ có người độc ác như vậy. Tôi phải điều tra kỹ chuyện này. Thuộc hạ nhận được tin Ngô Minh Duy đang ẩn mình ở Thanh Long Bang. Cũng đã nửa năm chưa xuất đầu lộ diện rồi. Hình như đang âm mưu gì đó. Âm mưu của Ngô gia rất có thể là liên quan đến quốc chủ. Cái gì? Hắn to gan vậy sao? Các cậu phải theo dõi sát Ngô gia đấy. Với lại, đến đây giúp tôi bảo vệ một người quan trọng. Vâng. Còn một chuyện nữa, thuộc hạ đã tra ra tung tích của ba mẹ ruột anh rồi. Bọn họ ở đâu? Theo như tin tức, bọn họ đều qua đời trong trận đại chiến Long Đô 20 năm trước rồi. Là do Ngô Minh Duy làm phải không? Vâng. Hơn trăm mạng châu gia, không một ai sống sót. Chỉ có một bảo mẫu may mắn trốn thoát với đứa bé 3 tuổi trên tay thôi. Là mẹ nuôi của tôi, Đường Ngọc Anh sao? Vâng. Mối thù này đích thân tôi sẽ đòi lại. Tôi khuyên anh từ bỏ ý định đó đi. Cô Liễu, sao cô lại đến đây? Dạo này anh trông ngày càng bảnh bao nhỉ. Người ta không muốn để ý cũng không được. Cô nghe hết những gì chúng tôi nói rồi đúng không? Tôi chỉ nghe những gì tôi muốn nghe. Xin phép nói thẳng, tôi biết thân phận anh đặc biệt, lại vô cùng giỏi giang. Nhưng nếu so với gia tộc lớn như Ngô gia thì vẫn. Gia tộc lớn thì đã sao? Cho dù là Quách gia thì không phải cũng biến mất khỏi Vân Thành đấy sao? Quách gia có đáng là gì so với Ngô gia? Một bên là sao trên trời, một bên chỉ là viên đá cuội. Anh có thể một tay hất đổ Quách gia, nhưng một gia tộc lớn như Trịnh gia, anh cũng chỉ có thể khiến họ lung lay thôi. Còn loại gia tộc có gốc rễ lâu đời như Ngô gia thì càng không cần nói nữa. Thế lực trong tay họ lớn mạnh hơn anh nghĩ rất nhiều. Nghe cô Liễu nói như vậy, cô đến đây là để dạy đời tôi sao? Không, tôi đến để nhắc nhở anh. Ngô Minh Duy không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu. Danh tính thật sự của anh ta là điện chủ của Y Thần Điện. Còn con trai anh ta Ngô Trung Hiếu là một trong tam đại lang soái đấy. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Hình như anh không biết sợ nhỉ. Một đám bất ngờ thôi mà. Tuy Bắc Lang Vương đã mất tích nhiều năm rồi, nhưng thế lực của quân Bắc Lang vẫn mạnh như trước. Đó là chưa nói đến không có Bắc Lang Vương mà không ai có thể khắc chế tam đại lang soái rồi. Đặc biệt là Ngô Trung Hiếu, hắn đã có trong mình tư tưởng muốn lập cõi riêng rồi. Thông tin cơ mật như vậy, sao cô Liễu lại biết được thế? Chẳng lẽ cô cũng có thân phận đặc biệt sao? Tôi tránh ra cho qua. Thiên Long Bang làm việc, không có việc gì ra ngoài hết cho tôi. Châu Dũng, không ngờ đúng không? Lại gặp nhau rồi. Để xem hôm nay anh có toàn mạng ra ngoài được không. Trịnh thiếu gia, có phải cậu quên rồi không? Đây là địa bàn của Thanh Long Bang. Chúng bay đi đâu hết rồi? Chó vào nhà mà cũng không biết nữa. Đâu rồi? Đừng phí công nữa. Mấy tên lính đó của cậu đúng là không ra gì. Châu Dũng, át chủ bài của anh tôi đã giải quyết xong xuôi rồi. Anh còn gì muốn nói không? Sao cậu biết tôi có mấy lá át chủ bài? Anh muốn gọi cho Cố Nam hay là La Thanh? Thật ngại quá, tối nay bọn họ đều đi họp rồi, nhất thời không thể về kịp đâu. Lần này cậu chuẩn bị cũng chu toàn thật đấy. Đương nhiên rồi, với thế lực của Trịnh gia tôi, chưa cần dùng đến ngón tay thứ hai đã đủ dồn anh vào đường cùng rồi. Lần này tôi đặc biệt đến cùng cậu tôi, gọi thêm cả Thiên Long Bang, mục đích là để diệt tận gốc anh đấy. Tôi muốn anh biết, con mồi của tôi kiểu gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Còn anh không hề có tư cách phản kháng. Trịnh thiếu gia, cậu nghĩ chỉ với mấy tên này có thể giữ chân tôi được sao? Lần này tôi không chỉ mời Thiên Long Bang đến
còn mời cả người dưới trướng Thiên Long Bang. Tông sư hàng đầu, Tông sư Lưu Sơn của Y Thần Điện. Lưu Sơn, côn đồ của Thiên Long Bang, tôi biết khả năng của anh thế nào. Biết anh cũng có tí võ, nhưng anh lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của Tông sư Y Thần Điện được. Tông sư Y Thần Điện giỏi đánh nhau lắm sao? Nhóc con, ngầu phết đấy. Hy vọng xương của cậu cũng cứng được như miệng cậu. Tiếp chiêu đi. Dừng tay. Chị dâu, ai cho các người tự ý đến Vân Thành vậy hả? Còn không mau lui xuống. Chị dâu, là anh Long sai bọn em đến thưa chị. Vì anh Long, tôi sẽ nói chuyện sau. Các anh không được động đến người này. Chuyện này, Liễu Như Yên, mợ vì một tên người ngoài dám đối đầu với Trịnh gia cháu đúng không? Không biết trên dưới, tôi là mợ của cậu đấy. Các cậu dám cãi lời tôi sao? Còn không mau lui xuống. Rút. Đợi đấy cho tôi. Hóa ra thân phận đặc biệt của cô là chị dâu của Thiên Long Bang. Cái tên Châu Dũng đáng ghét này lại để hắn trốn thoát rồi. Lần này đã tính kỹ lưỡng vậy rồi. Không ngờ là mợ cũng ở đó. Mợ cái thá gì chứ, cũng chỉ là một con đàn bà ngốc. Nếu không phải cô ta phá đám, tôi đã xử lý xong Tần gia từ lâu rồi. Ai biết cô ta bất chấp mọi cách cũng phải cứu thằng Châu Dũng đó. Hay là chúng ta ra tay từ đây đi. Ý cậu là nói với cậu của tôi rằng hai người họ có tư tình với nhau. Cậu tôi có tin không đây? Tôi đã từng bí mật điều tra, nghe nói tên Châu Dũng đó cùng với một cô gái là hẹn hò mờ ám trong quán bar. Cô ấy không ai khác là mợ của anh. Có quay lại không? Chỉ cần anh ra giá cao, chắc chắn có thể lấy được. Việc này tôi giao cho cậu. Vâng. Châu Dũng ơi là Châu Dũng, anh chơi đùa với ai chả được. Anh lại đi cắm sừng lên đầu lão đại Thiên Long Bang. Lần này xem ai cứu được anh nữa. Long Thiên Tường, bang chủ Thiên Long Bang. Cái gì, cắm sừng tôi sao? Người đâu, bắt cô ta về đây cho tôi. Nhốt cô ta lại, từ giờ không cho phép ra ngoài nữa. Trước giờ chỉ có tôi cắm sừng người khác, chưa ai dám làm vậy với tôi. Long Sơn, có tôi. Đến Vân Thành, cử tên Châu Dũng đó cho tôi. Xuống tay thật là tàn nhẫn mà. Vỡ đầu cả rồi. Đầu của tôi, cái eo giả của tôi. Thanh Thu, có chuyện gì vậy? Không sao cả. Không sao cái gì mà không sao? Bị đập một gậy vào đầu còn nói là không sao. Châu Dũng, cậu là đồ sao chổi. Từ sau khi cậu quen biết Thanh Thu nhà chúng tôi, thì nhà chúng tôi có ngủ ngon được ngày nào không hả? Sự nghiệp mới khởi sắc, thì bệnh viện này đã bị người ta đập nát rồi. Lần này cậu lại đi gây sự với ai nữa vậy hả? Cậu còn cho chúng tôi sống nữa không vậy? Châu Dũng này, cậu quá đáng lắm rồi đó. Tôi nghe nói cậu tranh giành quyền lợi với Trịnh gia, ngay cả Tần gia chúng tôi cũng không coi ra gì nữa rồi. Bác cả của cậu muốn chia chút lợi nhuận với cậu, cậu cũng không chịu. Cậu có còn là con rể của Tần gia nữa không hả? Đúng đó. Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Con không trách Châu Dũng, con không trách sao? Con còn không trách cậu ta nữa sao? Một gậy này đánh con thành đồ ngốc luôn rồi hả? Con không trách. Đi. Thanh Thu, cô dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ khiến bọn họ phải trả đủ. Tin tôi nhé. La Thanh, tôi muốn sau đêm nay ở Vân Thành sẽ không còn thấy một sòng bạc nào của Thiên Long Bang nữa. Anh Long, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao lại hớt hải vậy chứ? Bảo cậu đi Vân Thành xử Châu Dũng, sao cậu quay về rồi? Vân Thành xảy ra chuyện rồi. Sau khi tôi với đại thiếu gia đập nát bệnh viện của Châu Dũng, quân đội đóng quân ở Vân Thành đột nhiên có hành động, chỉ trong một đêm đã quét sạch 16 sòng bạc của chúng ta. Đại thiếu gia cũng bị bắt đi luôn rồi. Sao cơ? La Thanh này, thật sự cho rằng tôi sợ cậu ta sao? Người đâu, chuẩn bị xe cho tôi. Pháp trường quân đội, toàn bộ hung thủ đã được đưa đến đây rồi. Thả tôi ra, tôi sẽ lấy mạng của cậu. Cậu là người đã đập nát bệnh viện Thanh Dương, đánh vợ tôi bị thương sao? Vậy thì sao chứ?
Cậu dám động đến tôi sao? Bác cả của tôi là Long Thiên Tường, Long Sơn, cháu trai Long Thiên Tường. Biết điều thì nhanh chóng thả tôi ra, rồi cầu xin tôi tha thứ đi. Nếu không đợi bác cả tôi đến, cậu sẽ phải hối hận đó. Mau thả chúng tôi ra. Ồn ào. Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng cậu làm tổn thương vợ tôi, không thể tha thứ. Không, cậu không thể lấy mạng tôi được. Tôi là người thừa kế của Long gia đó. Nếu như cậu lấy mạng tôi rồi, Long Thanh cũng không bảo vệ cậu được. Là anh Long, người có máu mặt ở Giang Nam, đều đến rồi. Chuyện này càng ngày càng lớn, sợ là mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. La Thanh, cậu quét sạch 16 sòng bạc của Thiên Long Bang chúng tôi. Tôi có thể không so đo với cậu, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng không nên bắt cóc cháu trai của tôi, còn lấy mạng anh em của tôi nữa. Bác cả tôi tới đây rồi, cậu đầu hàng đi. Tôi cũng muốn xem thử anh ta có thể làm gì đây. Cứu cháu với, thả cháu trai tôi ra. Nếu tôi không thả thì sao? La Thanh, tốt nhất là cậu nên bảo người của cậu dừng tay lại. Nếu không lỡ như cháu trai của tôi có xảy ra chuyện gì bất chắc, thì tôi đảm bảo sẽ triệu tập anh em của Thiên Long Bang, khiến toàn bộ Vân Thành của các cậu cùng chôn theo. Sao cơ? Anh muốn khai chiến với tôi sao? Tôi bảo cậu thả cháu trai tôi ra. Được thôi, vậy tôi trả cho anh này. Không. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi, tên là Châu Dũng. Hóa ra cậu chính là Châu Dũng. Lưu Sơn có, lấy mạng cậu ta cho tôi. Cậu vô dụng, toàn là đồ vô dụng. Rốt cuộc cậu là ai vậy? Anh đó còn chưa đủ tư cách để biết tôi là ai đâu. Cậu lấy mạng người của Thiên Long Bang tôi mà muốn đi như vậy sao? Bắt lại cho tôi, tôi xem ai dám. La Thanh, cậu thật sự muốn khai chiến với tôi sao? Long Thiên Tường, nếu như tôi là anh thì tôi sẽ bồi thường cho Tần Thanh Thu 10 triệu, sau đó quỳ xuống xin lỗi anh Châu. Nếu không thì tôi sợ anh sẽ ngủ không toàn thây. Kế đó là Thiên Long Bang cũng sẽ vì sự ngu ngốc của anh mà tan thành mây khói. Long Thiên Tường tôi đây đã lăn lộn ở Thi Hải suốt 40 năm, chưa từng sợ ai cả. La Thanh, cậu vậy mà lại dám uy hiếp ông đây. Được, tôi cũng muốn xem thử mấy cậu có bản lĩnh gì mà muốn khiến Thiên Long Bang chúng tôi tan thành mây khói. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Người này đã lấy mạng cháu trai của tôi, mạng của cậu ta tôi phải lấy cho bằng được. Nếu cậu không muốn khiến Vân Thành máu chảy thành sông, thì trước trưa ngày mai đưa cậu ta đến trụ sở Thiên Long cho tôi. Nếu không, Thiên Long Bang chúng tôi nói được làm được, sẽ khiến nơi này đến một vọng cỏ cũng không mọc nổi. Phong lão tổ, Thiên Long Tiễn, ba phát bắn, vô cùng khẩn cấp. Điện chủ, Long gia đã phóng Thiên Long Tiễn. Lại là vì tên Châu Dũng đó sao? Vâng. Được rồi, xem ra lần này cậu ta đi đời chắc rồi. Tín vật của Thần Y Điện và quân Bắc Lang này cuối cùng cũng rơi vào tay Ngô gia này rồi. Truyền lệnh xuống, tiếp tục tiến hành kế hoạch tuần mạnh. Thưa điện chủ, Ngô gia đã ra quân toàn diện, các bộ phận của Thần Y Điện đang tập trung về phía Vân Thành. Cá đã cắn câu rồi, phải thu lưới thôi. Thanh Long, đốt khói báo động đi, ban hành Bắc Lang lệnh. Rõ. Tử. Cậu Long, Phong lão tổ, hôm nay Long Thiên Tưởng tôi bị vướng kiếp nạn này, không thể không mời ông ra ngoài. Cậu Long không cần khách sáo, tôi bế quan nhiều năm, đã đột phá đại tông sư từ lâu rồi, đã đạt đến cảnh giới hoa chân. Đối phó với một Châu Dũng tầm thường như vậy, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà hôm nay Lang Vương mất tích hơn 20 năm, tái xuất giang hồ, các đại tông sư đều tụ tập về Vân Thành, chắc là tân Bắc Lang Vương kế nhiệm sắp sửa lên ngôi.
Sau khi tôi giúp cậu giải quyết xong vấn đề này, cũng phải đi ý kiến Bắc Lang Vương một chút. Chuyện đó là tất nhiên. Tôi cũng phải nhắc nhở lão tổ một chút. Cái tên Châu Vũ này không chỉ có năng lực lấy mạng tông sư trong chớp mắt, mà phía sau còn có La Thanh, một cao thủ trấn giữ quân đội. La Thanh thì tính là cao thủ gì chứ? Chỉ là một tên lính láo nhỏ bé thôi, người bình thường sợ đạn. Nhưng nó căn bản không phải là mối đe dọa đối với chúng ta. Hôm nay có tôi ở đây, cho dù Châu Dũng có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng sống sót mà rời khỏi đây. Được, hôm nay phải trông cậy vào lão tổ rồi. Báo. Anh Long, Châu Dũng đến rồi. Đến rồi sao? Cậu ta mang theo bao nhiêu người? Chỉ là... Châu Dũng, sao hôm nay lại một mình một ngựa đến đây thế này? Chắc hẳn đã quá sợ hãi, nên đến tìm cậu Long để cầu xin tha thứ chứ gì. Châu Dũng, cậu thật sự muốn đến đây để nộp mạng? La Thanh quả nhiên lựa chọn từ bỏ cậu. Ân oán của tôi với anh, hà cớ gì phải lôi người vô tội vào? Được. Đúng là hảo hán. Vậy thì tự kết liễu đi. Tôi có thể cho cậu được toàn thây. Đáng tiếc người phải bỏ mạng hôm nay không phải là tôi, mà là anh. Láo xược, dám nói chuyện dỗ sàng với anh Long. Chuyện trước đây lão phu có hơi kiêng rẻ cậu một chút. Xem ra cậu chỉ là một con chuột ngu ngốc, không biết trời cao đất dày là gì. Châu Dũng, hôm nay người tôi đã mời tới chính là cường giả Hoa Chân. Ngay cả bậc thầy đứng trước mặt anh ấy cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha mạng. Còn không mau khoanh tay chịu trói đi, tránh khỏi ngậm đắng nuốt cay. Cường giả Hoa Chân dưới trướng của tôi lên tới hàng vạn đấy. Quân Bắc Lang đâu rồi? Quân Bắc Lang Huyết Lang, Thiên Lang, chờ đợi chiếu chỉ. Cậu là... Tôi chính là Bắc Lang Vương. Bắc Lang Vương, Châu Dũng. Bây giờ đến lượt ai chịu trói đây? Bắc Lang Vương, xin hãy tha mạng cho tôi. Không thể nào, cậu không thể là Bắc Lang Vương. Bắc Lang Vương vào 20 năm trước, tại đại chiến Long Đô đã sớm mất tích rồi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Bắc Lang Vương. Cậu hoàn toàn không phải. Cậu ta đương nhiên không phải Bắc Lang Vương. Là ai đang nói? Cậu ta tất nhiên không phải Bắc Lang Vương. Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên hàng nhái. Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên hàng nhái. Con trai của tôi mới chính là Bắc Lang Vương thật sự. Bái kiến điện chủ thần y điện. Nếu như tôi là hàng nhái, còn ông thì sao? Kẻ phản bội, hỗn xược. Tôi là hậu duệ chính thống của thần y điện, là đồ đệ xuất sắc nhất của lão điện chủ. Vị trí điện chủ này của tôi là danh xứng với thực. Cậu thì là cái thá gì chứ? Một kẻ ngoại đạo không rõ nguồn gốc, cũng có vọng tưởng đánh cắp bí quyết của thần y điện tôi. Vậy sao? Nếu ông là hậu duệ chính thống, vậy tại sao nhẫn thần y lại ở trong tay của tôi? Nhẫn thần y tại sao lại ở trong tay cậu chứ? Quả nhiên là trong tay của cậu. 20 năm trước, nhẫn thần y này đã thất lạc. Tuổi tác của cậu nhỏ như vậy, làm sao có thể có được nó? Chỉ có một khả năng, đó chính là cậu đã lấy trộm. Lấy trộm sao? Bao gồm luôn cả Bắc Lang Lạnh đang trong tay của cậu ta nữa. Thiên Lang, Huyết Lang, hai người suy nghĩ một chút đi. Cậu ta chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Một thằng nhóc không có tài cán gì, dựa vào đâu mà chỉ huy hai người? Tôi đã sớm nói cậu là giả rồi. Bắc Lang Vương võ công cái thế, thần uy thiên tướng, sao mà một tên vào trại cải tạo có thể đóng giả được? Ngô Minh Duy, ông thật sự biết đổi trắng thay đen đó. Nói đến mức ngay cả tôi cũng xém tin rồi. Vậy sao? Vậy cậu dựa vào cái gì để chứng minh cậu mới là thật đây? Để tôi chứng minh. Ngô Minh Duy, ông còn nhớ tôi không? Tất nhiên là nhớ rồi. Ông đã truy lùng tôi 20 năm. Trong 20 năm qua, mỗi ngày tôi đều che giấu thân phận, chỉ đợi đến ngày hôm nay và trần ông trước mọi người bộ mặt thật của kẻ phản bội thần y điện. Ông còn nhớ trận đại chiến Long Đô không? Trong 20 năm qua, ông đã sát hại biết bao nhiêu người trung thành của thần y điện. Phùng Lâm của Thiên Xu Đường, Lâm Mạnh của Địa Sát Đường, Từ Ngọc của Nhân Linh Đường. Nếu không phải được Châu Dũng cứu mạng, không ai trong số họ sẽ sống được tới hôm nay. Phùng Lâm, đường chủ trước đây của Thiên Xu Đường, những cái tên này tất cả đều là những tinh anh trong điện đã mất tích nhiều năm trước. Chẳng lẽ đúng như lời Thanh Long nói, họ đã bị thanh trừng hết rồi? Là bị ai hãm hại vậy?
Đồ phản bội, đừng có ở đây gây náo loạn. Thần y điện bây giờ đã do Ngô gia tôi nắm quyền. Tôi là vị thần duy nhất trong thần y điện. Tôi muốn lấy mạng kẻ nào thì kẻ đó đừng mơ được sống. Không cần biết lý do gì, Ngô Minh Duy cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng rồi. Nếu nói ra thì làm sao nào? Ngô gia của tôi quyền thế ngập trời, thần y điện nằm trong tay tôi như là một con dao nhọn. Lão tử muốn chém ai thì chém, muốn đâm vào đâu thì đâm vào đó. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn giao tín vật ra đây. Thần y điện tôi lấy lòng người làm tâm, hoặc có lẽ tôi có thể tha cho cậu. Cậu thấy sao? Ông thật sự nghĩ rằng nắm thần y điện trong tay thì bất khả chiến bại rồi sao? Vậy cậu lấy cái gì để chống lại tôi đây? Lão phu ở đây, tôi xem ai dám hỗn sự. Thiên lang, huyết lang, có thuộc hạ. Những kẻ đầu hàng sẽ không bị quy trách nhiệm. Những kẻ ngoan cố, xử lý không khoan nhượng, tuân mệnh. Thiên lang huyết lang cái gì chứ? Chẳng là cái thá gì cả. Kim cương quyền, không thể ngờ công phu của cậu bây giờ so với 20 năm trước đã tăng lên rất nhiều. Cái này phải cảm ơn bí kíp của thần y điện Châu điện chủ. Đây là thứ mà những kẻ phản bội không thể hiểu được đâu. Không thể tin, Ngô Minh Duy đã từng đánh bại biết bao người, hôm nay lại thất bại trong tay tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Không phải ông thua người khác, mà là thua chính bản thân mình. Ông sát hại chúng sinh, kết cục của ông sớm đã được định sẵn khi ông lấy mạng cả Châu gia của tôi vào 20 năm trước rồi. Hóa ra cậu là tàn dư của Châu gia. Không thể ngờ đúng không? Năm đó ông tùy tiện diệt môn cả một gia tộc. Hôm nay tôi sẽ dùng phương thức tương tự để bắt ông lên mạng. Xuống địa ngục đi. Điện chủ, Thiên Lang Bang đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Ngô Trung Hiếu. Cố gắng tìm kiếm, không để kẻ nào trong Ngô gia còn sót lại. Tuân mệnh. Ba, mẹ, con trai cuối cùng đã trả thù cho hai người rồi. Ngồi xuống, ngoan ngoãn chút đi, đừng có lươn lẹo. Thằng Châu Dũng này, vậy mà dám đắc tội với Thiên Long Bang. Bây giờ nhà chúng ta sắp tiêu tùng rồi. Đừng có ồn, im lặng đi. Tần Thanh Thu, em cũng thấy rồi đó. Hôm nay kiểu gì Châu Dũng cũng phải mất mạng. Em mau cắt đứt quan hệ với anh ta đi, rồi kết hôn với anh. Nếu không đợi các người rơi vào tay của Thiên Lang Bang, kết cục như nào hẳn là em cũng biết rồi. Anh nằm mơ đi. Chuyện Thiên Lang Bang đắc tội anh Long là một mình Châu Dũng làm, không liên quan gì đến Tần gia chúng tôi. Không liên quan sao? Châu Dũng là vì Tần Thanh Thu kết liễu cháu trai duy nhất của anh Long. Ông nói đi, chuyện này có liên quan không? Tần Thanh Thu, con xem con đã gây ra đại họa gì rồi kia. Bây giờ ngay cả Vân Thành cũng sẽ gặp nạn, con còn ở đây bảo vệ cậu ta nữa. Chẳng lẽ con vì cậu ta mà muốn ba và mẹ xuống suối vàng sao? Trịnh thiếu gia, Cố Thiên Thành mang những tên thất bại của thần y điện đến kia. Thần y điện cái gì chứ? Đó không phải người của Ngô gia sao? Sao họ lại tự đánh nhau rồi? Tôi cũng không biết. Đám người này đột nhiên xuất hiện, ai cũng có sức mạnh trên cả tông sư. Người của Thiên Long Bang sắp không trụ nổi nữa rồi. Cô Tần, tôi đến đón cô thay cho cậu Châu. Thanh Thu, đừng nhúc nhích. Lên cho tôi, chặn bọn họ lại. Vâng.
Đi thôi. Làm gì vậy? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, buông tôi ra, anh sẽ không làm hại em. Tách ra tìm đi. Vâng. Người vẫn còn sống. Sao lại còn có khí tà độc? Tần Thanh Thu. Không ngờ lại là tôi đúng không? Cô biết đấy. Tại sao tôi lại biến thành dáng vẻ như quỷ này? Những cái này, tất cả đều do cô và Châu Dũng ban cho đó. Dừng tay. Châu Dũng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vương Thúy, cô bị tà độc mê hoặc rồi. Cô thả cô ấy ra đi, tôi có thể cứu cô. Cứu tôi. 5 năm trước, khi Quách Thiếu Thông làm nhục tôi, sao anh không đến cứu tôi? Phải, anh đang ở tù. Vì mẹ nuôi của anh. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là gì chứ? Anh có quan tâm đến tôi không? Ngay cả Lục Vi Vi kia cũng quan trọng hơn tôi sao? Tôi cũng muốn cứu cô thoát khỏi biển khổ, nhưng tự cô đã lựa chọn. Phải. Thoát khỏi biển khổ. Quách Thiếu Thông hành hạ tôi mỗi ngày mỗi đêm, khiến tôi trở thành một món đồ bị người khác tùy ý chà đạp. Tôi vốn đã chọn chấp nhận số phận. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại quay về phá hủy cuộc đời tôi, còn dẫn theo người phụ nữ đầy hào quang này? Dừng lại. Đúng, tôi ghen tị với cô ta. Tôi ghen tị với vẻ đẹp của cô ta. Ghen tị với sự trong sạch của cô ta. Tôi ghen tị với cô ta vì được bao quanh bởi rất nhiều đàn ông. Tôi ghen tị hơn là cô ta có được tình yêu mà tôi không có được từ anh. Vương Thúy, cô thả cô ấy ra đi. Tất cả đều từ tôi mà ra, không liên quan đến cô ấy. Chính là vì từ anh mà ra. Cho nên tôi muốn nửa đời còn lại của anh phải đắm chìm trong sự hối hận không thể diễn tả. Thanh Thu. Châu Dũng. Vô ích thôi. Cô ta đã bị tôi gieo tà độc vào rồi. Chưa đầy một tháng nữa sẽ toi thôi. Không ai có thể cứu cô ta. Châu Dũng, cho dù là anh, Thanh Thu, cho dù có phải trả bất kỳ giá nào, anh cũng sẽ cứu em. Điện chủ, Đường Vương đến rồi. Châu Dũng, bây giờ tôi nên gọi cậu là điện chủ hay là Bắc Lang Vương? Đường Vương cứ nói đùa. Trận đấu này cậu đánh tốt lắm, không chỉ cứu được bổn vương, cũng cứu giúp con dân đại hạ. Bổn vương có một cô con gái tên là Hoa Lan, tuổi còn trẻ, là nữ chiến thần của đại hạ. Nhưng con bé bận rộn với việc quân ở Long Đô, chưa từng nghĩ đến kết hôn. Hôm nay tôi quyết định gả con bé cho cậu. Được chứ? Cảm ơn ý tốt của Đường Vương, tại hạ. Cậu đừng vội từ chối. Đứa con gái nghịch ngợm này của tôi, thực ra cậu cũng biết, tên của con bé ở Vân Thành là Thượng Quan Băng, đại đội trưởng Thượng Quan. Tất cả đều do tôi, trước đây, ép nó quá. Con bé chạy đến đây để trốn việc kết hôn. Nhưng mà bây giờ, đã trở lại Long Đô phục chức rồi. Vân Thành này, thật sự là người giỏi rất nhiều. Ai cũng đều đến đây. Tôi biết cậu và cô Tần đã có hôn ước, nhưng cậu đã là vương hầu, tam thê tứ thiếp, cũng không phải là chuyện gì lạ. Chỉ cần cậu có thể để con gái tôi trở thành chính thất, dù cậu có liên quan đến bao nhiêu người phụ nữ, bổn vương cũng không can thiệp. Vậy Bắc Lang Vương có chịu không? Tại hạ thật khó tuân theo mệnh lệnh của Đường Vương. Vậy nên cậu không muốn cứu cô Tần sao? Bổn vương nói cho cậu biết, cách cứu cô ấy chính là ở chỗ con gái tôi. Điều này là thật sao? Hoàn toàn không phải đùa. Được thôi. Vậy tôi sẽ đến Long Đô một chuyến.
Đường Vương, không tin tưởng tôi. Bảo cô đến giám sát tôi sao? Làm gì có. Là sợ em gái tôi quá ương bướng, do anh chạy mất. Đặc biệt cử tôi đến để canh chừng anh. Ương bướng. Cô biết khi cô ấy ở Vân Thành làm trong đội tuần tra, suýt nữa thì lấy mạng tôi không? Từ nhỏ Hoa Lan đã nghịch ngợm, nhưng anh cũng phải cẩn thận. Lòng đồ đại hạ này không giống ở Vân Thành. Khắp nơi đều là thế gia đại tộc. Ngay cả tôi cũng phải nói năng cẩn trọng. Như Yên, sao em đến mà không thông báo cho anh? Để anh đợi em nửa ngày. Lục thiếu gia, anh không cần đợi tôi. Làm sao được chứ? Lục Minh, Lục đại thiếu gia của Long Đô, anh đặc biệt đến đón em, có thích không? Phim được dịch, thuyết minh và lồng. Hoa cúc này cũng đẹp đấy, nhưng không biết một lát nữa bị đập nát thì sẽ có mùi gì. Tên nhóc này là ai vậy? Dám cướp hoa của tôi. Đây là Châu Dũng, vị hôn phu của tôi. Vị hôn phu? Long Thiên Tường vừa mất chưa tới 2 ngày. Vị hôn phu từ đâu ra vậy? Tôi và cô Liễu đây tình đầu ý hợp. Trước mộ của Long Thiên Tường đã định ước trọn đời. Cậu đến muộn rồi. Như Yên, anh đã đợi em 3 năm rồi. Sao em lại thích cái tên rác rưởi này? Nếu cậu như vậy, đừng nói 3 năm, chờ 30 năm, cậu cũng không có cửa. Tên nhóc, cậu có biết tôi là ai không? Tôi ghét nhất kiểu phô trương ra thế như cậu. Ngoài thể hiện bản thân bất tài thì không làm được gì khác. Có đúng không? Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là thiếu gia của Ngân hàng Thần Đô, thân tín của nhị hoàng tử. Ở Long Đô không ai dám đắc tội với tôi. Đắc tội tôi là đắc tội nhị hoàng tử. Cậu dám cướp người phụ nữ của tôi, cậu to chắc rồi. Như Yên, lần này anh đến đây chủ yếu là vì gửi em thiệp mời đính hôn giữa nhị hoàng tử và Hoa Lan. Nhị hoàng tử ngưỡng mộ Hoa Lan nhiều năm, may mắn được quốc chủ ban hôn. 3 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc Long Phượng, các gia tộc lớn ở Long Đô đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, thế lực của nhị hoàng tử sẽ như mặt trời giữa trưa, sẽ là quốc chủ kế nhiệm của đại hạ trong tương lai. Còn tôi, với tư cách là thân tín của quốc chủ tương lai, ít nhất tôi cũng sẽ thành một đại tướng quân. Ở cả cái đại hạ này cũng chỉ dưới 1 người, trên vạn người. Cậu dám giành phụ nữ với tôi, cậu có tư cách gì chứ? Nếu cậu trở thành đại tướng, quả thật là tai họa cho quốc gia và dân chúng. Dám mắng tôi không chỉ mắng cậu. Nếu cậu còn không đi, tôi sẽ nhét hoa cúc dại này vào mồm của cậu, để giấc mơ đại tướng của cậu thành ác mộng, cậu có tin không? Nhãi danh, hôm nay Như Yên ở đây, tôi không đánh cậu, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi. Chúng ta cứ đợi xem. Anh còn cười được sao? Vợ anh sắp bị người ta cướp mất rồi kìa. Ai nói tôi muốn cưới cô ấy? Có người gánh họa thay cho, không phải tốt lắm sao? Nhưng mà bữa tiệc này chúng ta vẫn phải đi. Người bạn trai cũ như tôi phải đến chúc phúc chứ. Sảnh tiệc. Chào anh, cho tôi xem thư mời của anh với Châu Dũng. Cậu có thư mời không mà đòi đi vào trong? Những người được nhị hoàng tử mời, không phải là gia thế nổi tiếng thì cũng là hoàng thân quốc thích. Xin hỏi cậu là loại nào vậy? Tôi không có thư mời đó. Không có thư mời, cậu còn dám vào trong? Cậu có biết muốn tham dự tiệc Long Phượng này phải hiến lễ bao nhiêu không? Ít nhất cũng là 10 triệu. Tôi thấy cậu đi tay không đến, ăn mặc như tên ăn mày. Cậu có nổi 10 triệu không? Không phải cậu đến đây để ăn chùa uống chùa chứ? Vậy thì cậu phải đợi rồi. Đợi bữa tiệc này kết thúc, cậu ra cửa sau sẽ có người đưa đồ ăn cho cậu. Chỉ là đồ ăn không được ngon nữa, phải ăn trong thùng rác đấy. Quý ông này, nếu như anh không có thư mời, vậy thì tôi chỉ có thể mời anh ra khỏi đây. Còn khách sáo với cậu ta làm gì? Cứ đuổi thẳng đi. Chúng tôi ở đây là con nhà giàu có, làm sao có thể ngồi chung mâm với gián chứ? Đây gọi là thượng lưu, cậu hiểu không? Mặc dù tôi không có thư mời, nhưng tôi có cái thẻ này. Không biết có đủ tư cách vào trong chưa? Thẻ rồng đại hạ. Được, tất nhiên anh có tư cách vào trong. Cô có nhầm lẫn gì không? Đây chỉ là một thẻ tín dụng thông thường. Tôi là thiếu gia của Ngân hàng Thần Đô. Sao tôi chưa từng nghe qua chứ? Lúc tôi làm việc cho hoàng gia, mấy người còn đang mặc tã bỉm đó. Tôi nói thẻ này có thể vào thì anh ấy có thể vào. Sao nào, anh muốn chất vấn tôi hả? Không có đâu, cô tiếp tân, chỉ là muốn tham gia tiệc Long Phượng này, cần phải hiến lễ. Chuyện này, chắc cô không thể bỏ qua cho cậu ta chứ? Tùy cậu thôi. Cậu khoe khoang vậy không sợ trời phạt sao? Nếu thẻ này của cậu có thể quẹt được 10 triệu, tôi quẹt 100 triệu. Anh Châu, tôi xin lỗi. Vừa nãy tôi không cẩn thận ấn dư một con số không, đã quẹt của anh 100 triệu rồi. Cái gì?
Máy quẹt thẻ của cô bị hư rồi hả? Lỡ quẹt nhiều như vậy rồi, coi như tặng cho mấy người. Để đầu bếp có thể chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. Đổ cho cậu ta một cái bồn nhỏ đi, Lục thiếu gia thích ăn như vậy. Không phải chứ, Châu Dũng. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại... Anh Châu cũng đã quẹt thẻ rồi, bây giờ đến lượt anh rồi chứ hả? Quẹt đi. Lục thiếu gia vừa nãy nói muốn quẹt 100 triệu mà, phải không? Vậy tôi sẽ quẹt 200 triệu. Tôi đường đường là thiếu gia của ngân hàng Thần Đô, làm sao có thể bị một tên quê mùa qua mặt chứ? Tôi quẹt 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu, 800 triệu, 1 tỷ. Được. Lục thiếu gia, cậu thắng rồi. Quẹt của Lục thiếu gia 1 tỷ đi. Lục thiếu gia, thật hào phóng. Tôi xin thay mặt vợ tôi cảm ơn cậu. Sau này mà có dịp, tôi nhất định sẽ mời cậu đến nữa. Châu Dũng. Lục thiếu gia, tôi đã quẹt 1 tỷ. Xong rồi đây. Cảm ơn anh thật là phóng khoáng. Những gì cậu ta nói vừa nãy là sao vậy? Không phải tôi gửi hiến lễ cho Hoa tướng quân sao? Sao lại là đưa tiền cho cậu ta chứ? Đúng rồi, anh Châu và Hoa tướng quân dùng chung một thẻ mà. Cái gì? Châu Dũng. Điện hạ, nhị hoàng tử Long Đô đại hạ. Điện hạ, đây là Châu Dũng mà tôi đã nói. Châu Dũng, sao chỗ nào cũng thấy anh vậy? Cậu có thể đến đây, sao tôi lại không thể đến chứ? Loại người như anh cũng may mắn thật, vậy mà được Bắc Lang Vương cứu. Anh chính là người đã chữa khỏi bệnh cho Đường Vương. Thần y Châu Dũng. Đúng vậy, là tôi. Nhị hoàng tử, mau cho người bắt cậu ta lại đi. Cậu ta là kẻ trộm. Cậu ta không chỉ trộm thẻ của Hoa tướng quân, còn làm ô uế thanh danh của cô ấy. Nói Hoa tướng quân là vợ của cậu ta, đây là tội không thể tha thứ. Cậu nói đúng đó. Hoa Lan là vợ của tôi, nhưng mà thẻ rồng này không phải do tôi trộm, mà đó là của tôi. Hoa tướng quân là con gái của Đường Vương, là nữ chiến thần duy nhất ở Đại Hạ, được quốc chủ ban ân kết hôn với điện hạ. Cậu dám giành vợ với hoàng tử? Hơn nữa, không phải cậu với Như Yên đã đính hôn rồi sao? Tôi muốn cả hai. Không được hả? Điện hạ, tên này dám đến đây kiếm chuyện. Cậu ta vừa nãy ở cửa đã lừa tôi hết 1 tỷ đó. Lẽ ra tiền đó là để tặng cho ngài với Hoa tướng quân. Bây giờ tất cả đều vào túi của cậu ta. Tôi không đến đây để kiếm chuyện. Tôi đã gửi tiền rồi. 1 tỷ đó là do cậu tự nguyện bỏ ra mà. Hơn nữa Lục thiếu gia, gia đình cậu giàu có đến vậy, chẳng lẽ cậu ngay cả chuyện này cũng tiếc sao? Không phải cậu. Điện hạ, đủ rồi, không cần phải nói nữa. Chuyện của Hoa Lan với Châu Dũng, cô Liễu đã nói hết với tôi rồi. Tôi cũng không quan tâm đến đâu. Mọi người, hôm nay là một ngày trọng đại của tôi với Hoa tướng quân. Ai đến cũng được xem là khách. Xin mời ngồi. Điện hạ thật là phong độ, không hổ là người sáng giá nhất cho vị trí thừa kế. Hôm nay là nhờ điện hạ cứu cậu. Ai cho cậu ngồi ở đây? Cậu cũng xứng ngồi đây sao? Sao tôi lại không được ngồi ở đây? Hôm nay những người được mời đến, mặc dù đều là tinh anh ở đại hạ, nhưng cũng phải xếp theo độ giàu có. Hai hàng ghế bên này là người có đóng góp hàng chục tỷ ở đại hạ, gia thế nổi tiếng. Anh nghĩ anh có tư cách ngồi đây hả? Cậu nói cũng có lý, thật sự không thích hợp. Loại người xấu xa như cậu, chỗ bên đó là dành cho người có đóng góp hàng trăm tỷ. Cậu dám giành chỗ với bọn họ hả? Vậy thì thôi, tôi ngồi đây cũng được mà, phải không? To gan, đây là chỗ ngồi của nhị hoàng tử. Cậu dám phạm thượng, thật sự không muốn sống nữa hả? Nói gì vậy? Tôi ngồi đây không được, ở đây không được, ngồi đây cũng không được. Tôi nên ngồi ở đâu? Cái loại người hèn hạ thấp kém hạ đẳng như anh, ngay cả thế gia hạng ba nghèo nhất Long Đô anh cũng không bằng. Anh làm gì có tư cách ngồi trên bàn? Người đâu, lấy cho anh ta cái ghế đầu đi. Anh cứ ngồi ở đây, nhìn chúng tôi ăn là được rồi. Không phải thú cưng của Trịnh thiếu gia đây sao? Đến làm bù nhìn hả? Nhân vật quan trọng như anh, sao lại dành chỗ với thú cưng vậy hả? Thú cưng nhà tôi còn không vào đây được. Châu Dũng có thể vào đây, thì cứ để anh ta ngồi đi. Vừa hay có người ngồi canh cửa. Châu Dũng, nhịn một chút đi. Đang ở Long Đô, đừng làm lớn chuyện. Nghe rõ chưa hả Châu Dũng? Không cần biết ở Vân Thành anh có uy phong thế nào, một khi đến Long Đô cũng phải cúi đầu dạ thưa với tôi. Tất cả mọi người ở đây đều là những người quyền quý bậc nhất đại hạ đấy. Toàn bộ đại hạ này đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Còn anh, đối với tôi mà nói, chỉ như con kiến thôi. Khoảng cách này mấy đời nhà anh cũng không vượt qua nổi đâu. Vị trí này
có thể cho anh tham gia bữa tiệc đấy. Anh phải cảm ơn sự bố thí của chúng tôi nhé. Quyền quý sao? Cậu nói không sai. Sự sống còn của đại hạ nằm trong tay cậu. Nhưng sự sống còn của cậu lại nằm trong tay tôi. Châu Dũng, trước khi mở miệng, cậu cũng không tự xem lại mình là ai. Cậu nghĩ cậu là ai? Quốc chủ hả? Không biết lượng sức mình. Ai không tự lượng sức? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Không phải các cậu muốn tôi ngồi dự bị sao? Được thôi, tôi ngồi. Nhưng ghế mà tôi ngồi phải do các cậu làm. Châu Dũng, mau thả bọn họ ra. Là bọn họ mời tôi ngồi. Tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà nói thật lòng thì cũng khá thoải mái đấy. Châu Dũng, anh đợi đấy cho tôi. Eo của tôi sắp gãy rồi. Đủ rồi, chỉ bởi vì một cái ghế mà ầm ĩ đến mức này. Nếu cô Liễu đã đưa Châu Dũng đến đây, vậy thì để anh ta ngồi với cô Liễu đi. Mọi người, mau ngồi vào bàn đi. Không để lỡ việc chính của hôm nay được. Hôm nay là ngày tôi với Hoa tướng quân đính hôn. Do đó, tôi đã đặc biệt chi một số tiền lớn ở chân bảo cát, mang đến một bảo vật tuyệt trần để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Không lẽ đây là thất tinh lưu ly tháp trong truyền thuyết sao? Nếu cháy mãi không ngừng thì có thể kéo dài thêm 70 năm tuổi thọ. 70 năm tuổi thọ sao? Thứ đồ nghịch thiên cải mệnh này. Ngô Thanh Thiên, các chủ chân bảo các của Thanh Long Bang, quả nhiên là bị Ngô các chủ tìm thấy rồi. Điện hạ đúng là may mắn. Châu Dũng, thứ mà anh muốn tìm chắc là nó nhỉ? Thất tinh lưu ly tháp này hả? Nó chỉ là hàng giả thôi. Cái gì? Là giả sao? Châu Dũng, cậu lại nói bậy bạ gì nữa đây? Vật này là bảo vật do Ngô các chủ đích thân mang đến đấy. Sao có thể là giả được? Đồ nhà quê đến từ Vân Thành như cậu đã bao giờ thấy vật quý giá nào chưa? Này cậu, chân bảo các tôi kinh doanh hàng trăm năm, sở hữu hàng trăm ngàn bảo vật. Trước giờ chưa có ai dám nói có vật nào là giả cả. Cậu ở đâu chui ra vậy? Ngô các chủ, Châu Dũng chỉ là một tên ở nhà quê mới lên, nghe nói còn từng ngồi tù nữa. Ngồi tù mấy năm nên là đầu óc cũng không được bình thường. Bây giờ mới bắt đầu tập nói lại. Anh cứ nhắm mắt cho qua đi. Cứ xem như là chó sổ ngang tay. Đừng để tâm làm gì. Hóa ra là một tên thần kinh. Vậy tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Như vậy đi, nể mặt nhị hoàng tử, chỉ cần cậu đồng ý bỏ từng bước đi ra ngoài, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Thấy sao? Như này đủ nhẹ nhàng với cậu rồi nhỉ? Châu Dũng, tôi đã rất khoan dung với anh rồi đấy. Còn không mau làm theo lời của Ngô các chủ đi. Châu Dũng, đừng gây sự nữa. Cô lo cái gì chứ? Các người chưa ai nhìn thấy bảo vật đó như thế nào? Sao biết được là thật hay giả? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội chiêm ngưỡng bảo vật thất tinh lưu ly tháp. Đây có phải là loại lưu ly giống với ngọc tùy hầu của thiên quốc, là lưu ly máu đế vương phải không? Đường nét điêu khắc tinh xảo này, cho dù là lấy ngọc tùy hầu để ngang hàng với nó cũng không nói quá đâu. Ngô các chủ quả là thần thông quảng đại, có thể sở hữu bảo vật tuyệt trần thế này. Lưu ly tháp này đường vương cũng đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn chưa có dấu vết gì. Không ngờ nó ở chỗ của chân bảo các. Cái này thì có là gì? Chân bảo các của tôi có Ngô gia chống lưng, còn cả ngàn bảo vật quý giá hơn thế này nữa. Châu Dũng, cậu đã thấy bảo vật này rồi. Tôi đang muốn nghe thử cậu còn dám bảo nó là hàng nhái nữa không. Nếu muốn biết bảo vật này là thật hay giả, không thể chỉ nhìn bên ngoài được, phải nhìn cả bên trong nữa. Ý của anh là sao? Đơn giản thôi, tôi đập nó là biết. Dừng tay, đây là bảo vật mà nhị hoàng tử chi hàng chục tỷ mua lại đấy. Nếu cậu đập vỡ nó, chúng tôi sẽ tiễn cậu đi chầu ông bà đấy. Châu Dũng, đây là lễ vật đính hôn của tôi và Hoa tướng quân, mau đặt nó xuống cho tôi. Nếu không, kể cả đường vương có đến cũng không cứu được anh đâu.
đập nát một món đồ giả mà cũng cần gọi đến Đường Vương sao? Châu Dũng, anh đừng hành xử như vậy, đây là quốc bảo đấy. Nếu đây mà là bảo vật quốc gia thì tôi sẽ đến chợ đồ cổ mua cho cô cả một xe tải. Châu Dũng, giá trị của nó vô cùng to lớn, là bảo vật tuyệt thế, anh có biết nếu anh đạp vỡ nó sẽ có hậu quả thế nào không? Cho dù anh có bán cả Vân Thành cũng không đền nổi đâu. Nếu nó thật sự là quốc bảo, tôi sẽ đền cho cậu gấp 10 lần. Nhị hoàng tử, anh nhìn thấy rồi đấy, tôi đã bán bảo vật quý giá này cho anh với giá thấp nhất có thể, đều là bởi vì nể mặt giao tình giữa anh và Ngô gia. Nhưng tên này ngang ngược vô lý, nói bảo vật này là giả, còn muốn đập vỡ nó nữa. Đây đâu chỉ là vả vào mặt tôi, đây là đang vả vào mặt anh. Anh nói nhiều thật đấy. Thất tinh lưu ly tháp, bảo vật tuyệt thế 5.000 năm hiếm gặp, vậy mà lại bị hủy trong tay cậu. Châu Dũng, anh không chỉ phá hỏng buổi tiệc của nhị hoàng tử, còn đập vỡ bảo vật mà nhị hoàng tử tặng Hoa tướng quân. Anh đáng bị Chu Di cửu tộc. Châu Dũng, tôi nhịn anh hết lần này đến lần khác là bởi vì nể tình, quan hệ với Đường Vương. Nhưng tôi không ngờ, anh nghĩ tôi dung túng cho anh, liên tục thách thức giới hạn của tôi. Khoan đã, mọi người nhìn này, chất liệu của mảnh vỡ này nhìn giống thủy tinh bình thường lắm. Thật ra, lưu ly này, bản thân nó là thủy tinh, không có vấn đề gì đâu. Không, tôi ở Đường Vương phủ từng thấy qua cổ pháp lưu ly thực sự. Cái này nhìn có vẻ không giống loại lưu ly như ngọc tùy hầu, có vẻ như là công nghệ hiện đại hơn. Cái gì công nghệ hiện đại? Nhị hoàng tử, hãy nghe tôi giải thích. Lưu ly máu đế vương này, thực ra nó là loại, không cần nói nữa. Cho dù thế nào, hôm nay Châu Dũng đã làm náo loạn hôn lễ của tôi, đó là sự thật, không thể tha thứ. Điện hạ, đây rõ ràng là hàng giả. Châu Dũng, anh ấy đã giúp anh, sao anh có thể trách anh ấy chứ? Cô Liễu, mặc dù cô lớn lên bên cạnh Đường Vương, nhưng mà không phải là con ruột, làm sao Đường Vương có thể cho cô thấy được quốc bảo thực sự chứ? Hơn nữa, Đường Vương phủ không phải chứa tất cả bảo vật trên thế gian, sao cô biết được nó nhất định là giả? Cô nói thế không ổn đâu. Điện hạ, tôi không thể chịu đựng nữa loại rác này, đứng ở đây thêm một phút là một sự xúc phạm lớn đối với ngài. Như Yên, lúc nãy em không nên ngăn cậu ta lại, xem anh vì mọi người xả cơn tức này đánh cậu ta ra ngoài. Châu Dũng, cậu xem cậu kia, không biết tự lượng sức mình. Tôi chủ động đến cậu mà cậu đã tự ngã rồi. Tôi vốn nghĩ anh xuất thân thấp kém, tôi định đại nhân đại lượng, không định trách tội chuyện anh trêu ghẹo Hoa tướng quân. Nhưng anh lại phá hoại lễ đính hôn của tôi, làm khách của tôi bị thương. Châu Dũng à, Châu Dũng, anh một chút cũng không hề tôn trọng tôi, cậu có phải mù không? Tôi còn chưa động đến cậu ấy mà lại ăn vạ, còn trách tôi. Điện hạ, anh ta đến đây để cướp hôn, anh ta chắc chắn có ý đồ với Hoa tướng quân, cố tình quấy rối chỉ vì muốn phá hỏng buổi lễ này. Đừng có mà vu khống, ai đến cướp hôn chứ? Tôi đến đây lần này là để chúc mừng nhị hoàng tử rước một người phụ nữ đánh đá vào cửa, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều nước bọt, thoát khỏi kiếp hoa đào thối này. Điện hạ, Châu Dũng anh ấy nghĩ gì nói đó, anh đừng để tâm đến chuyện này. Có thể không để tâm sao? Điện hạ, đây là trực tiếp sỉ nhục ngài và Hoa tướng quân, tôi nghe không hiểu sao. Châu Dũng, xem ra tôi tốt với anh quá rồi, vì vậy anh căn bản không hề tôn trọng tôi chút nào. Nếu hôm nay không xử được anh, tôi có mặt mũi gì để thống nhất thiên hạ? Người đâu, kéo anh ta xuống đánh cho tôi. Nữ chiến thần, Hoa tướng quân của đại hạ đến. Châu Dũng là khách của Đường Vương phủ tôi, tôi xem các người ai dám đánh anh ấy. Thay bộ quần áo khác, thân hình cũng đẹp đấy. Hoa Lan, em đến rồi sao? Ban đầu anh đã chuẩn bị cho em một bảo vật, nhưng đã bị anh ta đập vỡ rồi. Hàng giả như này, thuộc hạ của tôi còn không thèm dùng. Hoa tướng quân, cô tuyệt đối đừng nghe lời nói nhảm nhí của tên đó. Thất tinh lưu ly tháp này là từ Đông Hải trải qua muôn vàn gian khổ để tìm về, là bảo vật của Ngô gia chúng tôi, sao có thể là hàng giả chứ? Thất tinh lưu ly tháp thật đúng thực là ở Ngô gia, nhưng là ở trong tay Ngô Minh Duy. Tôi vừa mới khám xét xong nhà của Ngô gia, tất cả bảo vật đều được chuyển đến quốc khố. Sao nào, những bảo vật cậu giấu đi vẫn còn sót lại trong kho sao? Nghiêm phong Ngô gia, Ngô Minh Duy âm mưu thích sát, tất cả đồng đảng Ngô gia đều bị trừng phạt. Nếu tôi nhớ không lầm, Ngô Thanh Thiên, cậu cũng là họ hàng của Ngô Minh Duy, phải không? Không, không có, tôi không phải là dòng chính của Ngô gia, căn bản không phải là người của Ngô gia. Với cả, tôi chỉ là người buôn bán, việc họ mưu phản làm sao có thể nói với tôi chứ? Biết hay không biết, chỉ cần tra khảo một chút là sẽ rõ. Người đâu, đưa xuống cho tôi. Dám lấy hàng giả ra lừa tôi, ném cậu ta xuống biển cho cá ăn. Nhị hoàng tử, cứu tôi. Hoa Lan,
anh đã sớm biết người này không tốt lành gì. Cậu ta âm mưu làm phản, xứng đáng bị vậy. Nhưng chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm. Anh sẽ cử một người khác đi tìm nơi làm lễ đính hôn. Không cần đâu, nhị hoàng tử. Hôm nay tôi đến đây không phải để đính hôn với anh. Hoa Lan, tôi từ chối hôn ước này. Hoa Lan, đây là lệnh của cha mẹ. Huống hồ là thánh chỉ do quốc chủ đích thân ban ra. Sao hả? Em muốn kháng chỉ sao? Kháng chỉ thì đã làm sao? Tôi là chiến thần của đại hạ. Cho dù là ba của tôi cũng không dám ép buộc tôi. Hôn nhân của tôi do tôi quyết, chứ không phải do trời. Cũng có khí phách đấy. Vậy hôm nay em đến đây để làm gì? Mục đích hôm nay tôi đến đây là anh ấy, Châu Dũng. Anh ta có gì đáng để em đích thân đến tìm chứ? Vì tôi ở Vân Thành nên ba của tôi đã sắp xếp một mối hôn sự. Tất nhiên tôi phải đến xem vị hôn phu của tôi rồi. Thật ra thì cũng hơi xấu xí, nhưng tính cách cũng không tệ, thì cũng miễn cưỡng coi như là một người có thể gửi gắm. Được thôi, quả nhiên là cậu đến cướp hôn. Điện hạ, tên này cứ dây dưa với Hoa tướng quân, phớt lờ thánh chỉ của quốc chủ. Đây là tội không thể tha. Tên họ Lục kia, cậu có hiểu tiếng người không thế? Cậu không nghe ra là cô ấy bám lấy tôi sao? Cầm đi. Hoa Lan, rốt cuộc anh có điểm nào không bằng anh ta? Cho dù là tiền bạc, quyền hay địa vị, cả cái đại hạ này, ai có thể so sánh với anh? Anh ta chỉ là một tên nhóc con, có gì đáng để em đối xử tốt vậy chứ? Anh không gì có thể so sánh với anh ấy. Anh có phục hay không, cũng phải chấp nhận. Châu Dũng, hôm nay tôi muốn anh cưới tôi. Anh còn muốn cướp hôn không? Châu Dũng, đây là vợ chưa cưới của nhị hoàng tử. Anh phải nghĩ kỹ hậu quả đó. Anh dám cướp thì chính là đang tuyên chiến với nhị hoàng tử. Cậu dám cướp hôn, ngày mai, không, tối nay, Vân Thành sẽ nhận được tin tức cậu đã qua đời. Châu Dũng, anh có sợ không? Hoa Lan, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn. Em đừng bốc đồng như vậy. Chị Liễu, người khác không hiểu em thì thôi, chị phải hiểu cho em mới đúng chứ. Chị Châu Dũng, lẽ nào cậu cũng muốn kháng chỉ sao? Thành thật mà nói, tôi đối với cô gái ương ngạnh này không có hứng thú. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được người khác liên tục đe dọa tôi hết lần này đến lần khác. Cho nên cuộc hôn nhân này tôi phá chắc rồi. Châu Dũng, tôi khuyên anh, anh nói cho đàng hoàng vào. Tướng quân, tôi đang liều mình mạo hiểm tính mạng để giúp cô giải quyết chuyện này. Trước mặt nhiều người như vậy mà còn tán tỉnh ve vãn, tên nhóc này chắc chắn là bỏ bùa tướng quân, mê hoặc Hoa tướng quân rồi. Châu Dũng, bây giờ cậu quỳ xuống xin tha sẽ vẫn còn kịp. Nói cho cậu biết, hôm nay chiến thần ở khắp nơi và các quý tộc đều sẽ có mặt, để họ biết được cậu cướp vợ của nhị hoàng tử, chắc chắn sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Được rồi, tôi sẽ đợi ở đây. Tôi xem họ đến để chúc mừng ai. E là anh muốn đi cũng không đi được rồi. Người đâu? Đem con người này vứt xuống biển cho cá ăn. Tôi xem các người ai dám động đến anh ấy. Thiên lang, huyết lang, hai vị đại nhân lang soái đến. Bái kiến lang soái Bắc Lang. Châu Dũng, tại sao thấy lang soái nhưng không quỳ? Cậu đang khinh thường hai vị đại nhân sao? Bọn họ nhìn thấy tôi phải quỳ xuống mới đúng. To gan, dám khinh thường quân uy của quân Bắc Lang. Đại nhân, chính là tên Châu Dũng này, anh ta gây náo loạn trong lễ đính hôn của tôi. Xin đại nhân giúp tôi. Nhị hoàng tử, việc này bổn sư không thể giúp được. Phụng mệnh quốc chủ hủy bỏ hôn ước của nhị hoàng tử và tướng quân Hoa Lan. Hoa tướng quân có thể tự chọn bạn đời cho mình, không có ai được phép can thiệp. Thiên lang đại nhân, ngài có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng sáng nay quốc chủ đã ban hôn cho Hoa tướng quân và nhị hoàng tử mà. Cậu là cái thá gì mà dám cả gan suy đoán thánh ý? Hay là cậu nghĩ tôi đang làm giả thánh chỉ sao? Thần không dám nữa. Hoa tướng quân, quân Bắc Lang phụng mệnh hộ tống ngài và ngài Châu rời khỏi đây. Hôm nay có tôi đứng ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ hai vị chu toàn. Để tôi xem có kẻ nào chán sống dám cả gan ngăn cản. Không ngờ hai vị lang soái này lại đảm nhận việc hộ tống. Châu Dũng này rốt cuộc có thân phận gì vậy mà khiến cho quân Bắc Lang kính trọng đến vậy? Đường Vương, chắc chắn là Đường Vương. Quân Bắc Lang là vì nể mặt của Đường Vương đến để bảo vệ Hoa tướng quân. Tên rác rưởi này, anh ta lại ăn may nữa rồi. Châu Dũng, Đường Vương, các người dám bắt tay nhau chơi tôi. Nhị hoàng tử, đêm động phòng hoa trúc này tôi sẽ làm thay cậu nhé. Cảm ơn các vị đến dự tiệc cưới của Hoa tướng quân và tôi. Mọi người ăn uống ngon miệng, không cần khách khí. Đêm vui vẻ như vậy sao mà ngắn ngủi quá. Chúng tôi sẽ không nán lại nữa.
Anh đang làm gì vậy? Làm những gì cô thích làm. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Châu Dũng, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh muốn làm gì? Diễn kịch làm gì? Cô muốn kết hôn không phải vì thế này sao? Bắc Lang Vương, anh muốn biến thành thái giám sao? Cô bé này tính tình nóng nảy quá. Nhưng như vậy thì không làm một người vợ tốt được đâu. Muốn làm chồng của Hoa Lan tôi, còn phải xem mạng anh có đủ cứng không. Mạnh miệng thật đấy. Nhưng tôi thích những người mạnh mẽ như vậy. Đồ lưu manh, đây chính là tình ái. Được rồi, tôi chịu thua rồi. Anh bóp tôi tím cả chân. Cái này gọi là lưu thông khí huyết. Ngay cả ba cô cũng không có đãi ngộ này. Anh, được rồi, không giận với cô nữa. Bây giờ có thể nói cho tôi biết Thất Tinh Lưu Ly Tháp đang ở đâu? Thất Tinh Lưu Ly Tháp tất nhiên đang nằm trong quốc khố rồi. Anh lại muốn làm gì? Bé con, cô còn quá non nớt để diễn kịch với tôi. Ai mà không biết Thất Tinh Lưu Ly Tháp có thể tồn tại đến 70 năm. Ba của cô cam tâm tình nguyện nộp vào quốc khố sao? Cô lừa ai vậy? Thôi được rồi, Thất Tinh Lưu Ly Tháp đúng thật là không có trong quốc khố. Vậy thì ở đâu? Tôi có thể hứa, nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện là gì? Tôi kết hôn với anh chỉ để thoát khỏi cuộc hôn nhân hoàng tộc. Nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu ngày nào đó tôi muốn rời đi, anh không có quyền ngăn cản, cho dù anh là Bắc Lang Vương cũng không được. Bởi vì tương lai của tôi chỉ thuộc về chiến trường, không thuộc về bất kỳ người đàn ông nào. Thế thôi sao? Tôi sẽ nói thật với cô, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc cưới cô. Nếu không vì cứu vợ tôi, tôi căn bản sẽ không đến đây đâu. Tốt nhất là anh nên giữ lời. Tất nhiên là tôi giữ lời rồi. Bây giờ có thể nói cho tôi biết Thất Tinh Lưu Ly Tháp đang ở đâu chưa? Bắc Lang Vương, Hoa tướng quân, tình huống khẩn cấp, tiểu thư Liễu Như Yên bị Lục Minh mang đi rồi. Cái gì? Chị Lưu sao? Mở bài. Ba con ba, tôi thắng rồi. Đưa tiền. Thêm lần nữa. Như Yên, một mình ngồi đây làm gì vậy? Bạn bè đều đang chơi bời ở bên đó. Cùng chơi đi. Mọi người chơi vui vẻ thật đấy. Vậy thì sao chứ? Rắc rối là do Châu Dũng gây ra. Người phải đau đầu là nhị hoàng tử. Có liên quan gì đến chúng ta đâu chứ? Em gái tốt của em đó tối nay bận động phòng rồi, không có thời gian cho em đâu. Cùng lại đây chơi với anh. Đúng đó Như Yên, sao lại buồn rầu như vậy? Đến chơi với chúng tôi đi. Đúng vậy, ở quán ba giả vờ thanh cao làm cái gì? Đại ca, Như Yên, tôi biết trong lòng cô đang không vui. Tên Châu Dũng kia có gì tốt đâu. Long Đô nhiều anh tài đến như vậy, chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt của cô hay sao? Đúng vậy, Như Yên, dù sao đi nữa, đối tượng cướp hôn của Châu Dũng là con gái của Đường Vương, không có liên quan gì đến một đứa con gái nuôi như em đâu. Em xem, sau khi Hoa tướng quân đến đây, cậu ta thèm để tâm đến em không? Lại đây, cùng vui vẻ với mọi người đi. Uống đi. Xem kìa, Lục thiếu gia chu đáo thế nào kìa. Nếu như Lục thiếu gia đối xử tôi ân cần như vậy, tôi đã cưới anh ấy từ lâu rồi. Lục thiếu gia của chúng ta vừa dịu dàng, vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Làm gì có người phụ nữ nào không thích chứ? Đúng vậy, em cũng thích phải không? Đúng, uống vậy là đúng rồi. Quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Đây mới là cuộc sống của con cháu thế gia chứ. Nào uống một ly đi, cụng ly nào. Cụng ly. Như Yên, uống một ly đi. Nói đi, muốn chơi gì? Chơi xì rách hay là xì tố đây?
chị đây sẽ ăn sạch tiền. Được, chơi cái gì đều được cả. Nghe em hết. Bây giờ chúng ta uống trước một ly. Đến đây. Lợi hại thật. Thuốc của tên nhóc cậu hiệu quả thật đấy. Tất nhiên rồi anh. Uống thuốc này của em, cho dù có là đá lạnh đến đâu, em cũng có thể khiến cô ta bị ngọn lửa của dục vọng thiêu đốt. Châu Dũng, Châu Dũng của em hôm nay không đến được đâu. Hôm nay để anh trai yêu thương em nhé. Đại ca, lát nữa cho em chơi cùng với được không? Cậu gấp cái gì vậy? Đợi tôi chơi xong đã, rồi sẽ đến lượt cậu. Vâng. Bỏ tay cậu ra. Người đâu? Đến đây cho tôi. Châu Dũng, tôi vốn dĩ muốn tha cho cậu, không ngờ cậu còn tự dâng mình tới đây. Vừa rồi là tay nào đã động vào Liễu Như Yên thì tự mình phế đi, đừng bắt tôi phải đích thân ra tay. Mấy người thấy rõ rồi chứ, hôm nay ai có thể đánh gãy tay chân của hắn, tôi thưởng cho người đó 5 triệu tệ. Bỏ 5 triệu để đánh gãy tay chân tôi, Lục thiếu gia phóng khoáng quá đấy. Tất nhiên rồi, thứ mà Lục gia tôi đây không thiếu chính là tiền. Tất cả tiền của đại hạ này đều do Lục gia chúng tôi in ấn. Tiền đối với tôi chỉ là một con số, muốn in bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Khi tôi dùng tiền, có ai mà không chịu để tôi chôn sống người đó chứ? Muốn in bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Thì sao? Sợ rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, mỗi một người trong Long Thành này đều là người mà cậu không nên chọc vào. Cậu tưởng cậu có chút tiếng tăm ở nơi thôn nghèo hẻo lánh kia của Vân Thành là có thể đến Long Thành này tỏ ra oai hùng sao? Nói thẳng ra, cậu chỉ là một tên quèn biết chút y thuật, nhờ ăn may nên cứu được Đường Vương. Nhưng Đường Vương thì bảo vệ cậu được mấy lần? Nếu không phải nhờ Đường Vương và Hoa tướng quân thì cậu còn ai mà dựa dẫm chứ? Long Đô này tất nhiên là không bằng Vân Thành, ngay cả thằng ngốc cũng có thể ngồi ở vị trí cao. Mấy người vừa nói Lục gia mấy người rất giàu có, đúng không? Cậu có tin trong vòng 3 phút tôi sẽ khiến cho Lục gia mấy người một xu cũng không còn không? Vậy cậu làm thử xem. Alo, phong tỏa toàn bộ Lục gia. Châu Dũng, cậu đang diễn kịch gì với tôi vậy? Cậu tưởng cậu giả vờ gọi một cuộc điện thoại như vậy là tôi sẽ sợ cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, giả vờ ngầu thì cũng cần phải dựa vào thực lực. Mỗi một người ở Long Thành chúng tôi đều là những người có công với quốc chủ, ăn sâu bén rễ ở cái đại hạ này. Cậu nghĩ rằng một con kiến nằm dưới đáy xã hội như cậu dựa vào đâu mà thách thức chúng tôi? Dựa vào việc tôi tên Châu Dũng. Châu Dũng? Châu Dũng thì sao chứ? Cái tên này ghê gớm lắm sao? Đại thiếu gia không hay rồi, nhà máy in ấn ở Cửu Châu đột nhiên bị phát nổ, công ty chúng ta đã bay hơn 10 tỷ rồi. Cái gì? Đồ đần độn, sao mày lại đắc tội với Bắc Lang Vương? Tại sao quân Bắc Lang lại đến phong tỏa công ty chúng ta? Bà, sao con lại đắc tội với Bắc Lang Vương chứ? Bắc Lang Vương tên? Bà nói, Bắc Lang Vương tên là gì chứ? Tên Châu Dũng đấy. Bây giờ nghe thấy tên này thì sợ rồi chứ? Không, tuyệt đối không thể vậy được. Cậu không thể nào là Bắc Lang Vương được. Cậu chẳng qua chỉ là một tên bác sĩ đến từ Vân Thành mà thôi. Cuộc phản loạn kia của Ngô gia là do tôi tiêu diệt. Ngô Minh Duy là do cậu lấy mạng sao? Thảo nào Đường Vương lại coi trọng cậu như vậy, thậm chí không ngại đắc tội với nhị hoàng tử cũng phải gả con gái ông ấy cho cậu. Đó là ông ấy cầu xin để gả cho tôi. Cậu tưởng rằng tôi ở Long Thành này muốn sống tiếp thì chỉ có thể dựa vào Đường Vương sao? Nào ngờ mấy người muốn sống tiếp chỉ có thể dựa vào tôi. Không, tuyệt đối không thể nào.
Lục gia không thể vì tôi mà bị hủy hoại. Mấy người mau lên cho tôi, đánh gãy chân hắn cho tôi. Tôi xem ai dám. Tôi là Bắc Lang Vương của Đại Hạ. Động vào tôi sẽ bị Chu Di cửu tộc. Lục gia mấy người, một tháng cho các người được mấy đồng? Vì hắn mà đánh đổi sinh mạng của cả nhà có đáng không? Mấy người đừng để lời nói của hắn làm cho ngu muội. Hắn là kẻ nói dối, làm sao lại có thể là Bắc Lang Vương? Ai trong mấy người đánh gãy chân tay hắn, tôi sẽ thưởng cho người đó 5 triệu tệ. 5 triệu tệ? Cậu lấy đâu ra chứ? Mọi người nghe cho rõ đây. Người nào đấm vào mặt Lục thiếu gia, tôi sẽ cho người đó 10 triệu tệ. 10 triệu tệ? Cái này là thẻ rồng Đại Hạ. Tiền ở bên trong này có thể xài mà không bị giới hạn. Cái này còn không bằng chi phiếu bằng miệng của Lục thiếu gia nói sao? Các người muốn làm gì? Tôi là Lục thiếu gia đấy. Mấy người muốn làm gì? Mấy người dám tạo phản, xử lý hắn gọn gàng vào. Đừng đánh tôi, dọn cho sạch sẽ. Chị Liễu, chị tỉnh rồi. Hoa Lan, sao chị lại ở đây? Tối qua chị uống nhiều lắm đấy, rồi gọi điện cho em, nên em và Châu Dũng mới đến đón chị về. Vậy Châu Dũng, anh ta đúng là đồ vô lại. Chắc chắn là làm bữa sáng cho chúng ta xong là đi rồi. Châu Dũng không phải là đồ vô lại. Anh ấy cũng giống chính nhân quân tử lắm. Anh ấy cũng tính là chính nhân quân tử sao? Anh ấy đối với em đều làm sao? Không có gì. Chị Liễu, tối hôm qua chị uống nhiều như thế là có chuyện không vui sao? Có gì mà không vui? Hôm qua là ngày vui của em và Châu Dũng. Chị là mừng cho em. Cái này thì có gì đáng mừng đâu chứ? Châu Dũng chỉ là một tên võ phu, cả ngày chỉ biết đánh với đấm. Mặc dù anh ấy thân là Bắc Lang Vương, một chút khí chất của quân vương cũng không có. Cả ngày như một tên đầu đường xó chợ. Anh ấy không phải dạng người như em nghĩ đâu. Anh ấy đối với người khác rất chân thành, coi người thân bạn bè như mạng, dám đối mặt với khó khăn và gánh vác mọi thứ, cố gắng lật ngược thế cờ. Anh ấy trông như một vị thần, đưa ra kế hoạch rồi mới hành động. Khi đối mặt với kẻ thù thì vô tâm lạnh lùng, không bao giờ khuất phục, cho người khác cảm giác rất an toàn. Em nhìn chị làm gì? Chị Liễu này, có phải chị thích Châu Dũng rồi không? Sao có thể chứ? Sao chị có thể thích Châu Dũng chứ? Không thích. Vậy sao tối qua chị uống nhiều như vậy, còn luôn miệng gọi tên Châu Dũng nữa? Hoa Lan, em hiểu lầm rồi. Chị và anh ấy không có gì hết. Chị Liễu, chị không cần dối lòng nữa. Nếu chị thật sự thích Châu Dũng, em sẽ thành toàn cho hai người mà. Vốn dĩ em cũng không có ý định kết hôn. Điều em luôn hướng đến là nơi xa trường cùng với những con ngựa sắt, làm sao có thể bị loại tư tình đó trói buộc chứ? Nhưng mà Đường Vương sẽ không để em đi trấn thủ biên cương đâu. Không sao hết. Cho dù ông ấy không đồng ý, không phải còn có Châu Dũng sao? Cùng lắm chỉ là em sẽ chạy thẳng đến chỗ của Bắc Lang Vương, sau đó tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Đến lúc đó, chị và Châu Dũng có thể ở bên cạnh nhau như ý nguyện rồi. Cho dù có là ba em đi nữa, cũng không dám mạo phạm đến Bắc Lang Vương đâu. Hoa Lan, em đừng manh động. Châu Dũng, anh ấy thực ra là... Chị Liễu, chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã. Em đi xuống xem cơm nấu xong chưa. Nhà bếp này sao lại có chuột vào nhỉ? Mũi chó của anh cũng nhạy quá đấy chứ. Trên người cô có mùi, cách xa 800 dặm cũng có thể ngửi thấy. Có gì thì nói luôn đi, nhưng đừng quên, cô phải dẫn tôi đi tìm Thất Tinh Lưu Ly Tháp đấy. Thất Tinh Lưu Ly Tháp?
Thanh Thu. Anh là ai? Anh Châu Dũng đây. Châu Dũng là ai? Em đừng có dọa anh. Anh là chồng của em đây. Chồng của tôi. Chồng là cái gì? Có ăn được không? Tiêu rồi. Vợ anh mất trí rồi. Vậy thì anh có thể đổi vợ khác rồi. Anh nói lại lần nữa xem. Đau, nhẹ thôi. Có đổi nữa không? Không đổi, không dám nữa. Anh giỏi lắm, Châu Dũng. Lâu như thế anh mới gọi em dậy. Xem em xử lý anh thế nào đây. Tỷ phú Ninh Thành tặng một bức tranh chữ đường dân. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Bất động sản Thiên Vũ tặng 100.000 lượng vàng. Một cặp ngọc trai san hô. Chúc sớm sinh quý tử. Xem bộ dạng đắc ý của bọn họ kia. Đúng là một bước lên mây. Sao con nhỏ Tần Thanh Thu này lại tốt số vậy chứ? May sao được Bắc Lang Vương để ý. Giữ mồm giữ miệng đi. Em trai, em dâu, chúc mừng hai em nhé. Anh trai, có ai mà ngờ được Thanh Thu nhà ta giỏi giang thế chứ, lại được Bắc Lang Vương để ý. Xem ra Tần gia chúng ta lần này nở mặt nở mày rồi. Sau này mong mọi người giúp đỡ Mỹ Ngọc một chút, với cả người bác này nữa. Những lúc khó khăn thì muốn phủi sạch quan hệ với chúng tôi. Bây giờ tôi phất lên rồi, lại thân thiết lại sao? Xem em dâu nói kìa, chúng ta vốn là người một nhà mà, sao phải tính toán với nhau thế chứ? Tính toán hả? Lúc đó khi ông bán đứng chúng tôi, không thèm quan tâm đến tính mạng của chúng tôi. Châu Dũng, sao anh lại ở đây? Đây là hôn lễ của Bắc Lang Vương đấy. Toàn là người quyền quý đến dự. Một tên tù tội như anh còn không mau ra khỏi đây. Đừng làm ô uế bầu không khí ở đây. Nhưng mà những người quyền quý này đều đến đây để chúc mừng tôi đấy. Chúc mừng hả? Anh thấy hả? Chỉ là tên đã từng ở tù, không biết trốn đi đâu, cho đỡ nhục, còn dám mạo danh Bắc Lang Vương anh minh thần võ nữa. Anh chán sống rồi chứ gì? Nhị hoàng tử giá đáo. Kẻ nào mạo danh Bắc Lang Vương? Tham kiến điện hạ. Châu Dũng, sao ở đâu cũng có anh vậy? Sao ở đâu cũng có con bọ thối nhà cậu vậy? Điện hạ, Châu Dũng mạo danh Bắc Lang Vương ngay tại hôn lễ, đúng là tội tày trời. Đáng lý ra phải xử tử anh ta. Lúc trước Châu Dũng phá hoại cuộc hôn nhân của tôi, bây giờ lại đến đây gây sự. Hôn lễ của Bắc Lang Vương, anh chán sống rồi có đúng không? Điện hạ, cậu ta là một kẻ đã từng ở tù, cứ luôn bám giết không buông, Thanh Thu cháu tôi. Bây giờ lại còn đột nhập vào tiệc cưới của Bắc Lang Vương, có vẻ cậu ta không cam tâm, nhân cơ hội làm loạn. Đường Vương không có ở đây, để tôi xem còn ai bảo vệ được anh. Làm loạn ở hôn lễ của Bắc Lang Vương, thần tiên cũng không cứu được anh. Châu Dũng, ra đây cho tôi. Có trợ thủ nữa sao? Ngô Trung Hiếu, ẩn lang của Bắc Lang Quân, anh là ai? Thấy nhị hoàng tử còn không mau quỳ xuống. Hoàng tử? Hoàng tử thì có là gì? To gan, dám mạo phạm cả hoàng tử sao? Nhị hoàng tử bớt giận, tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học. Người đâu? Bắt hắn lại cho tôi. Bắt tên nghịch tặc này lại. Đây là loại yêu pháp gì? Người đứng đầu tam đại lang soái, ẩn lang Ngô Trung Hiếu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Trung Hiếu, đây là tàn dư của Ngô gia đó sao? Châu Dũng hại ba tôi mất mạng, diệt cả nhà tôi, đoạt ngôi Bắc Lang Vương của tôi, làm hỏng đại nghiệp của Ngô gia tôi. Cái gì? Châu Dũng là Bắc Lang Vương sao? Ngô Trung Hiếu, cậu có biết sao cậu vẫn còn sống không? Tại sao hả? Bởi vì tôi không xem cậu là đối thủ. Tốc độ thần sâu mà cậu tự hào, trong mắt tôi chậm hơn cả rùa. Dao này là của ba cậu. Bây giờ trả cho cậu.
Nhị hoàng tử cấu kết với Ngô gia tạo phản, âm mưu đoạt vị. Quốc chủ đã nắm rõ sự tình. Bây giờ quốc chủ đã hạ lệnh sai tôi bắt cậu về giam trong ngục. Không, tôi không có làm gì cả. Tất cả đều là âm mưu của Ngô gia. Tôi không có ý đoạt vị. Tôi không có ý định đó. Người đâu? Đưa đi. Đưa hai con rùa nhặng này đi. Đừng làm bẩn hôn lễ của tôi. Tôi không thể nào, không thể như vậy được. Đường Vương, xin tha mạng. Bắc Lang Vương, lần này tôi có mang theo ý chỉ của quốc chủ. Quốc chủ ân điển, Bắc Lang Vương Châu Dũng trừ gian diệt bạo, bảo vệ an ninh quốc gia, công trạng to lớn. Hôm nay, nhân ngày đại hỷ, ban tặng 16 tiểu bang Bắc Cảnh, coi như quà mừng. Vợ là Tần Thanh Thu, phong tước Cáo Mạnh phu nhân. Không thử. Đây là lời chúc quốc chủ gửi đến cậu. Ý tốt của quốc chủ tôi xin nhận. Còn của ông đâu? Cậu đúng là tham lam. Lệnh bài, cái này là lệnh bài của tôi, có thể triệu hồi mọi thế lực dưới trướng Đường Vương. Đích thị là dưới một người trên vạn người. Bây giờ nó thuộc về cậu, Đường Vương. Quà này lớn quá rồi, so với con gái tôi không đáng là bao. Tôi hiểu rồi. Đa tạ Đường Vương. Chồng ơi, anh đi đâu vậy? Thanh Thu, mình mau vào trong thôi. Châu Dũng,